Đây là sợi tóc bưởi mới ra bên Khanh nha cả nhà. Đi kèm với nó còn có bộ dầu gội bưởi và ủ tóc bưởi bơ nữa. Thì cái bộ sản phẩm này á, bạn nào mà gặp cái tình trạng về tóc cũng như là tóc sơ yếu nè, cho các bạn nhuộm tóc hoặc là rũ tóc nhiều á, các bạn hay bị rụng tóc, đặc biệt là các mẹ sau sanh giống như Khanh á thì rụng tóc rất là nhiều luôn ha. Thì các bạn mua ngay cái bộ sản phẩm này về sử dụng cho Khanh, đảm bảo là các bạn sẽ hài lòng từ lần sử dụng đầu tiên luôn. Riêng cái điều này thì Khanh cam kết với mọi người, tại vì bản thân Khanh cũng đang sử dụng cái bộ sản phẩm này. Thì hồi tối á, Khanh đã gội đầu bằng ủ tóc bưởi bơ rồi, thì bây giờ Khanh sẽ sử dụng xịt bưởi. Thì xịt bưởi á, mọi người sử dụng một ngày 2 lần sáng và tối. Cách sử dụng cũng rất là đơn giản nha mọi người. Chúng ta chỉ cần chia cái phần rãnh tóc ra như thế này nè, sau đó các bạn xịt trực tiếp vào rồi massage. Cái việc mà chúng ta xịt vào phần chân tóc massage như thế này á mọi người, thì giúp cho chân tóc của chúng ta chắc khỏe, giảm đi cái tình trạng tóc gãy rụng và kích thích tóc con mọc ra nhiều. Thì riêng cái điều này á, thì Khanh cam kết luôn, Khanh cảm thấy là nó hiệu quả luôn á. Tại vì lúc mà Khanh sanh bé khoảng 3-4 tháng á, thì lúc đó tóc Khanh rụng rất là nhiều. Lúc đó Khanh bị khủng hoảng luôn á mọi người. Thì Khanh có lên Face á, Khanh hỏi cả nhà, thì hầu như là các sản phẩm mà mọi người chỉ Khanh á, thì Khanh đều sử dụng hết luôn. Ai chỉ cái gì Khanh cũng xài hết trơn á, nhưng mà nó không có cải thiện gì mấy. Thì cho đến khi mà Khanh sử dụng cái bộ sản phẩm gội ủ bưởi bơ này và xịt bưởi á, thì Khanh cảm thấy là cái tình trạng tóc của Khanh á, sau khi mà Khanh gội đầu hoặc là Khanh chải tóc á, thì Khanh thấy là nó giảm gãy rụng hẳn luôn. Và tóc con á, đặc biệt là tóc con mọc ra rất là nhiều luôn á mọi người. Tóc con của Khanh rất là nhiều luôn. Bình thường á, Khanh chụp hình á, thì mọi người thấy đa số là Khanh cột tóc không, mà Khanh không có thả tóc. Tại vì tóc con của Khanh rất là nhiều. Khanh cột tóc nhưng mà mọi người thấy tóc nó vẫn chỉ ra. Thậm chí bây giờ mọi người vẫn thấy không, tóc con của Khanh rất là nhiều luôn. Chắc Khanh không biết là có phải là do Khanh siêng năng xịt bưởi không á, tại vì Khanh xịt bưởi rất là nhiều luôn. Một ngày Khanh xịt 2 lần, thậm chí có lúc xuyên á thì Khanh xịt 3 lần luôn á. Thì giá của một em xịt bưởi như thế này á chỉ có 250.000 thôi mọi người, nhưng mà chúng ta xài rất là lâu. Còn bộ gội xả thì 560.000. Thì ở đây Khanh không có cái bộ gội xả cho mọi người xem. Thì Khanh sẽ cho mọi người xem cái bộ sản phẩm mà khi mà mọi người mua ở bên Khanh luôn nha. Đây là gội đầu bưởi và đây là xả tóc bưởi bơ, còn đây là xịt bưởi. Thì khi mà mọi người mua cái bộ sản phẩm này bên Khanh á, thì sẽ nhận được như thế này nè mọi người. Khanh nghĩ là mọi người á, nên mua chọn bộ sản phẩm sử dụng thì sẽ hiệu quả nhiều hơn. Và chọn cái combo này chỉ có giá là 800.000 thôi, nhưng mà Khanh bảo đảm với mọi người á, là dùng là nghiện, dùng là bị mê nha.